Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người đây là 5 cái công cụ dựng hình chính của Revit, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy đây, chúng ta sẽ có làm việc trên hai cái môi trường, đó là một môi trường Model in Place và một cái môi trường đây là môi trường Family nha. Thì khi chúng ta làm trên cái môi trường Model in Place thì mọi người sẽ vào Architecture này, vào Model in Place này, Component này, Model Template. Model Template này là chúng ta sẽ vẽ trực tiếp luôn các cái cấu kiện này vào trong dự án. Còn chúng ta làm trên môi trường Family là chúng ta sẽ vẽ vào một cái môi trường Family rồi chúng ta mới lốt vào dự án. Nó giống như kiểu block ấy. Thì bây giờ tôi sẽ vẽ ở đây, ví dụ tôi chọn ở đây là một cấu kiện là tường ạ. Open. Quân 1, ok. Thì đây là trực tiếp vào đây. Thì các bạn có thể vẽ ở đây bằng lệnh extrude này. Các bạn vào tầng 1 này, các bạn chọn extrude này. Extrude đây các bạn có thể vẽ một cái hình như này. Ok. Finish. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, trong cái môi trường này các bạn sẽ vẽ ở đây là một hình extrude đây đúng không? Extrude này. Thì các bạn sẽ có thể co kéo lên này, cái tường này, co kéo được rộng này. Cái này thì chúng ta tùy chỉnh luôn nhé. Đúng không? Thì extrude nó có thể là co rộng, co kéo rộng. Thì bây giờ tôi đang extrude cái này ở trên mặt bằng. Là như này đúng không? Ok, chúng ta cũng có thể trong cái grid này khi mà chúng ta đã vẽ cái này thì mọi phần này nó đang bị làm sao mờ đi nha. Ví dụ như chúng ta vẽ tiếp đây, grid đây, ấy chút chúng ta xét mặt phẳng, pick your plan, ok là phải xét mặt phẳng này, thì chúng ta có thể ấy chút ở trên mặt phẳng này theo cái hình dạng của chúng ta mong muốn này. Mọi người sẽ ấy chút đây không, đây này, thì cái ấy chút này chúng ta sẽ làm trên mặt phẳng này, chúng ta có thể là co cong này, tùy này. Thấy không? Có nghĩa là chúng ta có thể làm được cái lệnh extrude này ở trên đây. Finish đây. Nha. Đó. Thì đây là các lệnh extrude trên mặt ngang, mặt dọc. Và chúng ta sẽ có một cái đường nữa ở đây. Chúng ta có thể vẽ, đó là grid đây. Chúng ta có thể vẽ đó là cái phần wrap line. Chúng ta sẽ làm quen wrap line, chúng biết rồi đúng không? Wrap line, chúng ta sẽ làm quen wrap line. Wrap line chúng ta sẽ vẽ một đường. Và một cái đường thẳng này, nó sẽ là một đường thẳng 3D. Nó sẽ có hai cái bốn cạnh, bốn mặt phẳng chia ra cho chúng ta. Thì ta sẽ vẽ ở đây, ví dụ tôi muốn xét mặt phẳng đây chẳng hạn. Thì trước khi các bạn muốn vẽ một đường chéo thì bạn có thể là vào grid này, xét này, pick your plan này, ok. Pick ở đây, đây là mặt phẳng nằm ngang này, ấn tab này. Là mặt phẳng đứng này, các bạn chọn là mặt phẳng đứng này. Các bạn có thể vẽ red line này cho mặt phẳng đứng này. Đấy. Như này. Đúng không? Sau đấy chúng ta sẽ dùng lệnh grid này, extrude này. Các bạn để xét mặt phẳng này. Pick your plan là pick ở mặt phẳng làm việc ấy, chọn để ấn tab này, ta có thể lấy mặt phẳng mặt bằng này, chúng ta có thể vẽ được một cái cấu kiện ví dụ như này nè, như này, mọi người thấy không, nó nằm theo mặt phẳng này này, thì sau này cái mặt phẳng này nó quay đi quay lại thì cái này nó sẽ chạy theo này, mọi người thấy không. Sau này tôi để đặt tham biến cho cái góc xoay này là bao nhiêu như nào thì cái này nó sẽ di chuyển theo, mọi người thấy không. Đấy, thì các cái mặt phẳng này chúng ta sẽ được tạo ở cái góc nghiêng hay như thế nào là do mình tạo mặt phẳng thôi. Rồi mình xem mặt phẳng đấy. Grab line thì ở trong cái lệnh extrude này thì nó cũng sẽ rất là đơn giản thôi. Extrude này mà các bạn có thể chọn click đúp đây. Các bạn có thể vẽ bên trong này, các bạn có thể đục được này. Đúng không? Hoặc các bạn có thể dùng lệnh extrude như sau. Và grid này thì các bạn sẽ chọn đây lệnh void from. Void from có lệnh extrude này. Chọn này. Thì đây là lệnh rỗng. Chúng ta phải xét mặt phẳng, pick your plan là xét mặt phẳng nào, chọn đây, ví dụ các bạn muốn đục một cái lỗ nhỉ, finish. Thì cái này nó chỉ đục làm sao thôi, đục đến đâu do mình thôi, các hiểu ý tôi không nhỉ. Đấy, còn cái này là đục làm sao, xuyên qua edit profile, còn cái khi dùng phối void ấy, là mình đục theo ý của mình mong muốn, có nghĩa là bản chất của nó là trừ khối, mọi người hiểu ý tôi không nhỉ. Và trong cái lệnh extrude này nó sẽ có ở đây thì nó sẽ có lệnh extrude end này, thì nó có thể đặt parameter cho nó ở lệnh extrude end này, ví dụ như tôi chọn đây là 10.000 này, đấy, extrude là nó đến nha, thấy không, thì chọn lệnh extrude đây thì nó cao thấp, extrude cao thấp thì mình đặt parameter bên này là escape family parameter, kích vào đây này, các bạn để vào phần là new parameter, bạn chọn cho tôi ở đây là gì, chiều sâu này, mà chiều sâu
Để try hay để instant thì tôi đã bảo các bạn rồi đúng không? Để try thì nó sẽ là thay đổi theo cả một parameter, còn instant là chúng ta sẽ để ở bên ngoài, nó để ở cấu kiện là dimension. Ok, thì cái này các bạn chọn đây, đây các bạn để finish này là vào trong công trình rồi đây. Thì các bạn chọn được cấu kiện này thì nó có phần là chiều sâu đây, như tôi cho là 5.000 đây chẳng hạn, thì đây parameter này nhảy 5.000 này, bạn thấy không? Cái này chọn 10.000 này thì nó sẽ nhảy parameter là 10.000. Đấy, thì đây là lệnh extrude. Còn lệnh tiếp theo ở đây, tôi vẫn vẽ ở trong trình đơn này nhé. Tôi vẫn click trong môi trường, hoặc các bạn tạo ra một môi trường khác vào component này, Morel Inflate. Thì các bạn chọn đây, tôi chọn là tường 2 này. Ok. Các bạn sẽ thấy đây là lệnh blend này. Click vào blend này. Thì kích vào blend này các bạn chọn cho tôi ví dụ như hai tiết diện khác nhau trên mặt bằng, trên mặt đứng, ví dụ như cái cột chẳng hạn, cột ở vị trí này, đây là bay edit top ở bên trên, thì các bạn edit top các bạn sẽ chiều cao chiều sâu là bao nhiêu, ví dụ tôi cho là 3,5 m chẳng hạn, tôi ra bên này nó sẽ là một cái cột nó là hình tròn chẳng hạn. Được không? Hoặc tiết diện nó nhỏ hơn hay như nào tùy chúng ta nhé. Này finish thì hai cái cột là hai cái điểm này nó sẽ làm sao giao với nhau, và nó cao từ đây lên là bao nhiêu, 3,5 m, hoặc các bạn để kéo lên là bao nhiêu, 10 m hay bao nhiêu là tùy chúng ta. Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Thì đây là với cái tiết diện là gì, tiết diện là đứng, còn ngang thì ta xét mặt phẳng thì ta sẽ một mặt này và mặt bên kia nó cũng xoắn theo thôi. Đây là lệnh này là lệnh gì, lệnh này là lệnh blend sweep. Tiếp tục đây component thì tôi sẽ chọn ở đây, hoặc là các bạn chọn là kết swap, nó không phân vào đâu cả thì ta chọn là kết swap. Như lệnh revolve là lệnh tròn xoay, tôi kích vào lệnh tròn xoay này, ví dụ như tôi muốn vẽ ở đây, ví dụ như là tôi muốn vẽ một cái hình như này nè. Đây. Này đúng không? Muốn vẽ một cái hình như này. Các bạn muốn cái lệnh này nó là một cái lệnh tròn xoay này. Như này đúng không? Thì các bạn chọn exit line là trục xoay, thì tôi lấy giữa tâm ở đây, nó xoay như này. Finish thì bạn sẽ ra một cái trục xoay như này. Giống như này này. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Còn nếu mà mọi người muốn đặt rỗng hay mọi người có muốn chiều dày cho nó thì mọi người chỉ cần offset thôi. Offset vào đây ví dụ như là 1.000, tầm khoảng 100 chẳng hạn. Nghe đúng không? Các bạn ấn tab này. Tab không được thì phải chịu thôi. Đúng không? Tôi xóa cái đường exit line thì những cái này chúng ta dùng lệnh gì? Trim để chúng ta làm sao cho nó kín lại. Còn những cái chỗ này ấy, chúng ta sẽ dùng lệnh split sl trim điểm này, nó sẽ kín lại nha. Chúng ta dùng exit line chúng ta sẽ gióng vào đây nha, finish. Thì mọi người sẽ thấy đây cái trục này, và cái trục này nó xoay theo bao nhiêu, 270 độ chúng ta đều đặt được parameter nhé. Này bạn thấy cái hình không, đây này đấy, 180 độ này nha, 90 độ này. Đấy, thì tùy chúng ta. Nhưng sau này chúng ta sẽ parameter, chúng ta chỉ cần nhập thôi, nhập tham biến 360 là kín. Thì đây là các bạn làm việc với lệnh tròn xoay. Tiếp tục lệnh ở đây là một cái lệnh sweep architecture component model in place, thì mọi người chọn là kết swap này. Ok, thì mọi người sẽ chọn lệnh sweep đây đúng không, chọn là sweep đây. À, khi mà chọn lệnh sweep này mọi người sẽ vẽ sketch path là cái đường dẫn của nó. Ví dụ như tôi muốn vẽ một cái đường dẫn nó như thế này. Đúng không? Apply này, chọn này. Còn cái profile đây ấy, profile 1 là các bạn sẽ load sẵn là thư viện là có sẵn đấy. Này, những cái mà chúng ta đã từng vẽ ở trong đây ấy, đây bạn này bạn chưa vẽ thôi. Đúng chưa? Ví dụ tôi muốn load ở đây ví dụ như là đây profile đây, đây profile của nhôm kính nha, bạn finish này,
Bạn sẽ thấy cái profile của Thanh Nhôm được load ở đây chưa? Đúng không? Còn nếu chúng ta không muốn theo load theo cái này thì các bạn phải để cho tôi vào chế độ là gì? By sketch. Thì nó sẽ có edit profile. Edit profile là chúng ta sẽ vẽ theo cái profile mà chúng ta mong muốn. Mọi người ý tôi không nhỉ? Các bạn vẽ cho tôi profile mong muốn. Thì những cái này để các bạn vẽ là những cái file, design theo ý của các bạn này, đúng không? Đó, thì đây là lệnh script. Tiếp tục ở đây Revit nó chỉ có 5 cái lệnh này nên dùng đi dùng lại mãi, chỉ từ 5 cái lệnh này ra thôi. Đây 1 2 3 4 5. Thì đây lệnh blend script là gì? Là kết hợp vừa blend và script, có nghĩa là vẽ một đường sketch path này. Ví dụ như vẽ cái kè ấy chẳng hạn. Đây chẳng hạn. Finish. Mọi người thấy đấy không? Finish. Thì edit profile 1, select profile 1 có thể edit profile là mình có thể vẽ ở đây ví dụ như là một cái như thế này chẳng hạn. Đúng không? Select profile 2, edit thì bên này ví dụ như là mình vẽ nó cao hơn chẳng hạn. Đây chẳng hạn. Hoặc là một biên dạng khác đi. Đấy. Thì nó sẽ đi dạng như này. Các hiểu ý tôi nhỉ? Thì những cái như này ấy, thì nó cũng đều có thể là join lại với nhau được này. Join lại các cái phần này. Khi mà chúng ta phải vẽ cùng một sketch ấy, thì nó sẽ join lại với nhau. Nha. Còn đây là tôi đang vẽ đơn lẻ từng cái ra một. Các hiểu ý tôi nhỉ?